Dễ dàng tích phước mọi lúc mọi nơi. Cách tích lũy phước báo được nêu trong sách An Sĩ Toàn Thư hoàn toàn sử dụng vốn tự có, rất dễ dàng phương tiện, không tốn một đồng. Xin ghi lại đây cho các bạn cùng đọc và thực hiện. Dùng lời nói để tu phước. Người khác làm việc thiện, ta có thể được phước. Khi người khác làm việc thiện chưa thành tựu, mình nói lời khuyến khích, thúc đẩy họ, đó gọi là khuyến khích được phước. Khi người khác làm việc thiện đã thành tựu, mình cũng tùy theo mà vui mừng hoan hỷ, đó gọi là tùy hỷ được phước. Thường ngợi khen xưng tán điều thiện, khiến người khác bắt chước làm theo, đó gọi là tán thán được phước. Suy cho cùng thì khắp cả trên trời dưới đất, từ xưa đến nay, hết thảy các điều thiện trong thiên hạ đều có thể tạo phước cho ta. Bồ Tát Phổ Hiền phát khởi 10 nguyện lớn thì nguyện thứ 5 chính là tùy hỷ công đức trên từ vô lượng phước báo nhiều đời nhiều kiếp của chư Phật, Bồ Tát. Dưới cho đến chỉ một việc thiện nhỏ nhoi của bất kỳ chúng sinh nào trong sáu cõi luân hồi, khi mình biết được thì đối với tất cả đều phát tâm tán thán, tùy hỷ. Làm được như thế rồi thì bao nhiêu phước báo trong tận cùng hư không, rộng khắp pháp giới, đâu đâu cũng có thể trở thành phước báo của mình. Người khác làm việc xấu ác, ta có thể được phước. Khi người khác làm việc ác chưa thành, mình gắng sức khuyên bảo khiến người ấy ngưng lại, ác mình sẽ được phước. Khi người khác làm việc ác đã xong, mình thấy vậy sinh tâm buồn lo, không vui, ác cũng sẽ được phước. Khi việc ác chưa truyền rộng, mình cố gắng tìm mọi phương cách để chặn đứng, ngăn cản, ắt sẽ được phước. Nếu việc ác đã lan truyền, mình lấy đó làm bài học để nhắc nhở, cảnh giác người khác đừng phạm vào, ắt cũng sẽ được phước. Nếu việc xấu ác làm hại đến mình mà có thể nhẫn nhục chịu đựng, ắt sẽ được phước. Nếu việc xấu ác làm hại đến người khác mà mình có thể khuyên người nhẫn nhục chịu đựng, ắt cũng sẽ được phước. 2. Dùng thân thể để tu phước. Người không có trí tuệ thì dù có nhiều tài sản cũng không biết gieo trồng phước báo. Còn người có trí tuệ thì dù không có tài sản cũng có thể gieo trồng phước báo. Khi chỉ đường làm lợi lạc cho người khác, ruộng phước từ nơi ngón tay chỉ mà được rộng sâu. Bôn ba xuôi ngược giúp người, ruộng phước từ nơi đôi chân mà được rộng sâu. Hay nói những lời chân thật, từ ái, ích lợi, khen ngợi những việc tốt lành, an ủi những chuyện buồn khổ, ruộng phước từ nơi miệng mà được rộng sâu. Thường giữ vẻ mặt tươi vui, thân thiện, dễ gần khiến người trông thấy sinh tâm hoan hỷ, ruộng phước từ nơi nét mặt mà được rộng sâu. Quay nhìn lại khắp thân thể mình, từ tai, mắt, miệng đến tay, chân, thật không có bộ phận nào lại không thể giúp ta gieo trồng ruộng phước. 3. Dùng ý nghĩ để tu phước. Nếu mình gặp cảnh nghèo túng khốn cùng, thường cầu mong cho tất cả mọi người đều được giàu sang sung túc. Nếu mình phải chịu nhiều bệnh khổ, thường cầu mong cho tất cả mọi người đều được khỏe mạnh an ổn. Nếu mình thường gặp cảnh đấu tranh giành giật, thường cầu mong cho tất cả mọi người đều được hòa hợp an vui. Nếu tự mình ngu si hôn ám, thường nguyện cho tất cả mọi người đều được trí tuệ sáng suốt. Nếu tự mình không được trọn đủ các căn hoặc có tướng mạo xấu xí, thường cầu mong cho tất cả mọi người đều được thân tướng tốt đẹp. Nếu ở chốn quan quyền điều hành chính sự, nguyện cho mọi chính sách tốt đẹp đều được đến với người dân khắp nước. Nếu ở chốn thôn quê, nguyện cho người người đều được mãi mãi an hưởng thái bình. Đối với tình cha con của người, nguyện cho được cha lành con thảo. Đối với tình anh em của người, nguyện cho luôn giữ được sự thân ái lễ độ. Đối với tình chồng vợ của người, nguyện cho luôn giữ được sự thủy chung hòa hợp. Khi bản thân mình có được miếng ăn, nguyện cho những kẻ đói thiếu trong thiên hạ đều được no đủ. Khi bản thân mình có được y phục, nguyện cho những kẻ đang chịu cảnh rách rưới lạnh lẽo đều được ấm áp với đầy đủ chăn mền quần áo.
Đi qua nơi phố chợ, nguyện cho khắp thảy mọi nhà đều được dư dật no đủ. Đi qua đường đê lối ruộng, nguyện cho năm nào cũng được mưa thuận gió hòa. Thấy người qua sông vượt biển, nguyện cho đừng gặp phải sóng to gió lớn. Thấy người đi vào núi rừng hiểm trở, nguyện cho không gặp phải rắn rết hổ báo làm hại. Nhìn thấy kẻ nghèo cùng khốn khó, nguyện cho người ấy được giàu sang phú quý. Nghe biết người bệnh tật khổ đau, nguyện cho người ấy được mạnh mẽ an ổn. Thấy người được thành tựu cũng coi như chính mình thành tựu, thấy người bị thất bại cũng xem như chính mình thất bại. Mỗi khi gặp một hoàn cảnh hoạn nạn nào đó, liền nguyện trong đời vị lai sẽ cứu độ cho những người gặp hoạn nạn như vậy. Tu phước như thế này thì ai cũng có thể tu được, bất luận bạn giàu hay nghèo, có tài sản nhiều hay ít. Mong cho mỗi người đều có thể biết cách tu phước trong bất cứ hoàn cảnh nào, mọi lúc mọi nơi. Có tiền tu phước theo kiểu có tiền, hết tiền tu phước theo phong cách hết tiền. Thân khẩu ý thường giữ cho lành thiện, đó chính là cách tu phước báo, tích lũy công đức từ căn bản và bền vững nhất. Phật pháp chính là cuộc sống, gần gũi dễ hiểu mà sao thật nhiệm màu.